Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cũng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ cơ sở cho đến hoàn thành lời nhờ vậy. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân nan y. Bà có tên là Phạm Thị Mười. Căn bệnh của bà là viêm bú ác của phế quản và phổi. Tóm lại là bà ung thư phổi. Để chúng con cầu xin Chúa nhờ vào lòng thương xót, xin Chúa chữa lành cho bà. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bây giờ trước khi đi vô làm giấy thì Cha nói một số nguyên tắc ở đây. Cái nguyên tắc khám bệnh ở đây là nguyên tắc chữa bệnh nhưng không. Chữa bệnh nhưng không có nghĩa là chữa bệnh không phải tốn tiền. Nhưng đó là nguyên tắc đầu tiên, là chữa bệnh không tốn tiền. Và để chữa bệnh không tốn tiền thì chữa bệnh gì? Thưa, chữa các bệnh nan y mà bác sĩ tuyến trên, gọi là các bác sĩ giỏi nhất ở Việt Nam chạy hết. Thì ở đây cha, ví dụ như bà Phạm Thị Mười ở đây là bà bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối, thì cha sẽ nhận cái bệnh này để cha điều khiển liệu pháp cho bà. Vậy thì điều đầu tiên cha nói với bà rằng là bà trị bệnh ở đây không tốn tiền. Bà vui không? Vui ha. Đêm gặp được cha thì vui rồi. Điều thứ hai là khi trị bệnh không tốn tiền thì phải có những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là bà phải có giấy tờ ở bên ngoài, là hiện giờ là bà có một cái giấy xác nhận của chùa. Thứ hai là bà có hồ sơ bệnh án. Rồi bà có giấy chứng minh nhân dân photo nữa, có không? Dạ con đem chứng minh nhân dân. Em chứng minh nhân dân đây cha. Chứng minh thật cũng được. Đó là bà có ba bộ hồ sơ đó nha. Nhưng trước khi làm cái giấy này thì cha cũng nhắc nhở một chút. Cha nhắc nhở ngay bà thôi, chứ không nhắc nhở những người này. Ở đây là cha chịu trách nhiệm trên căn bệnh của bà, thì cha phải nhắc nhở bà ha. Bà phải chịu cực nghe một chút nha. Thứ nhất là hiện tại là bà đang ở ngoài, là bà trị bệnh ung thư phổi. Nhưng mà thường ngày bà ăn uống làm sao? Bà ăn uống như thế nào? Ăn được không? Nhưng mà thức ăn là ăn cái gì? Ăn ít lắm, cá, tôm, đồ, thịt, đồ. Cá, tôm, thịt, cua, đồ đó ha. Dạ, ăn ít lắm. Thực ra thì cho thấy một điều là bà sai. Bà sai dữ lắm. Cái điều đầu tiên bà sai, lấy một ví dụ để cho thấy bà sai. Ví dụ như vậy, bây giờ bà sanh ra một đứa con, bà dạy đứa con bà làm những điều đó. Nó nghe lời bà dạy, nhưng nó không làm đúng cái lời bà dạy, bà vui hay buồn? Buồn. Tại sao bà buồn? Không nghe lời bà, cho nên bà buồn. Rồi bà giận nó. Có khi bà không cứu nó luôn, có khi bà bỏ nó luôn. Đúng vậy nè. Vì nó không nghe lời bà, cho nên giận quá bỏ. Vậy thì đó là một đứa con mà bà sanh ra, bà dạy nó không nghe, là bà không thèm cứu nó nữa. Nhưng xét về cái tình mẫu tử thì bà không bỏ nó được. Dù sao đi nữa là con của mình bứt ruột đẻ ra, mình không bỏ nó nha. Đó là cái tâm trạng của một người mẹ đối với đứa con. Dù cho đứa con nó sai cỡ nào bà cũng không bỏ nó, nhưng cũng phải nhắc nhở nó ha. Bây giờ ngược lại, bà có một cái sai với Phật. Khi bà vào cái bà là Phật tử và quy y Phật rồi mà bà không giữ cái giới đó. Rõ ràng bà biết bà không giữ giới gì không? Hả? Thằng con trai đúng không? Bà đã quy y Phật bao lâu rồi? Bây giờ cha cho bà biết cái nội dung quy y Phật nè. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Phật lịch 2000, Phật lịch 25. Đây là cái giấy mà chùa giới thiệu nha.
chứng điệp quy y Tam Bảo, chùa Long Quê, tỉnh Tiền Giang, cấp chứng điệp quy y, thế danh Phạm Thị Mười, pháp danh Huệ Thiện, sinh năm 1969 tuổi, ngụ tại ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công, Tây, tỉnh Tiền Giang. Bây giờ bà nghe những cái mà bà quy y Phật mà bà sai nè. Đệ tử nguyện từ nay đến trọn đời xin quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm. Giới thứ nhất: không sát sanh hại vật. Cái này bà có làm được không? Mà ăn đó. Vậy thì cần gì phải sát sanh? Người ta bảo mình không sát sanh mà mình ăn nó còn hơn sát sanh. Đúng vậy không nè? Mình đâu nói mình không giết nó là có nghĩa là mình không sát sanh. Đúng không? Mình nói là tôi ăn hiền, mà mình ăn hiền kiểu gì, mình ăn đầu rơi máu đổ nó mà hiền. Người ta mà nó, người ta cắt cổ mổ họng nó ra cho mình ăn mà mình ăn hiền chỗ nào. Thứ nhất là bà có một cái sai là không sát sanh hại vật, mà bà đã sai chỗ này là vì bà ăn động vật. Trong khi đó bà đã quy y Phật rồi, bà đã sai chỗ này, cho nên cái bệnh, cái nghiệp nó đeo bà nha. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Cái này thì không dám kết án bà tự bà biết nha. Thứ ba, không tà dâm. Cái này không dám kết án bà luôn. Thứ bốn, không nói gian dối. Không dám kết án bà luôn. Thứ năm, không uống rượu, không dùng chất gây sai nghiệp. Như vậy cái giới đầu tiên mà bà phạm là không sát sanh hại vật, mà bà đã phạm cái giới này. Rõ ràng hồi nãy bà có công nhận rằng một đứa con bà dạy nó làm điều này mà nó không làm bà buồn. Vậy thì giờ Phật dạy bà điều này mà bà không làm thì bà có vui chỗ nào đâu nè. Đó nè, vậy bà phải ăn năn sám hối ngay chỗ này thì cái nghiệp này nó không đeo đẳng bà nữa nha. Chị đồng ý không? Ông đồng ý không? Con đồng ý không? Chỗ này là chỗ bà sai nha, ở đây cha chỉ cho cái sai của bà để bà chữa bệnh cho mau. Dạ. Chứ không phải là cha ham hố gì đâu. Thấy không nè? Ngược lại bà có quy y là 3 điểm. Thứ nhất là quy y Phật. Đệ tử nguyện trọn đời từ nay quy y Phật. Tức là quy y là theo Phật. Theo Phật, không theo trời thần quỷ vật. Nha. Thứ hai là đệ tử quy y Pháp. Có nghĩa là đệ tử nguyện trọn đời là theo Pháp, là theo cái lời của Phật. Không theo ngoại đạo tà giáo. Thứ ba là đệ tử quy y Tăng. Tăng là các thầy, các ni. Phật là Đức Phật. Pháp là lời của Phật. Còn Tăng là các thầy, các sư. Đệ tử nguyện trọn đời quy y Tăng, tức là theo sư phụ của mình. Không quy y thầy tà bạn dữ. Thí dụ như cha Tường ở đây mà là tà bà cũng không được theo, mà cha Tường dữ tợn bà cũng không được theo. Bà chỉ được quy y theo Tăng, là theo sư phụ của bà. Cha nhắc lại bà một lần nữa nha. Thứ nhất là bà phải quyết lòng theo Phật. Phật là đấng giác ngộ. Vậy thì Phật luôn luôn hiểu thấu trên đời này có nhân có quả, dạy cho bà cái nhân quả, mà bà không hiểu chỗ đó, bà đã sai chỗ này là sát sanh hại vật. Do vậy mà bệnh bà phải còn nha. Rồi bà cũng phải theo Pháp, tức là quy theo Pháp, là theo lời của Phật dạy nha. Những lời nào mà Phật dạy thì đó là lời của Phật, còn những lời nào mà không phải Phật dạy thì đó là lời của Satan chỉ dụ nha. Rồi bà quy theo Tăng, tức là theo sư phụ, theo sư thầy của bà. Chứ ở đây bà không cần theo ai hết. Ông bà đến với ông cha Tường là ông trị bệnh cho bà, chứ bà không được theo ông. Hiểu không? Vì bà đã quy theo thầy của bà rồi, từ nay trở đi bà không được theo cha Tường. Bà hiểu không? Bà đến mai mốt bà trị bệnh xong rồi bà hết bệnh rồi, ơi tôi nhờ ông cha đó ông giúp tôi hết bệnh, giờ tôi theo ông, tôi bỏ thầy. Bà cái đó bà sai nữa. Hiểu không? Cái đó cha không cho phép. Thí dụ như mai mốt bà nói là nhờ ông cha Tường ở bên Trà Vinh ông trị hết bệnh cho tôi cảm ơn ổng dữ lắm, dừng lại ngay chỗ đó thôi.
chứ không được phép nói với mọi người từ nay trở đi tôi theo ổng luôn, tôi bỏ thầy của tôi. Cái đó là cái trả không nổi, trả quả không nổi nha. À, đó là cho nhắc bà những cái chỗ đó là cái sai của bà. Bây giờ bà từ dịnh vào cái sai đó dẫn bà đi đến cái đúng. Ha, chị mong này. Dịnh vào cái bà sai đó dẫn bà đi đến cái đúng. Bây giờ những cái sau đây bà phải làm để bà sám hối cái sai đó thì tự động cái bệnh của bà nó tan biến lần lần. Bây giờ cái đúng đầu tiên là bà phải trở về nhà trọ để chữa bệnh. Ở trong nhà trọ này thì nó thiếu thốn đủ thứ. Nó chỉ có một cái phòng ngủ, có một cái toilet, rồi có một cái nồi gạo, cái nồi điện nấu cháo. Rồi nó chỉ có một cái ghế bố ngủ thôi, có cái quạt thôi. Bà không được phép đòi bất kỳ một cái điều kiện nào cao cấp để hưởng thụ. Nha. Đang sửa mình, con người của mình lại cho đúng. Nha. Điểm thứ hai là từ nay cho đến ngày bà hết bệnh là bà phải nghe theo lời của lương y Du Sa Nguyễn Tấn Thanh, y sĩ Margarita Phạm Thị Thanh Tâm và quản nhiệm Dominico Phạm Nhân Tây. Ba con người này sẽ hội chẩn để điều khiển liệu pháp cho cái bệnh của bà nha. Vậy thứ nhất là bà phải trở về nhà trọ bà ở đó, chỉ cần một đứa con hoặc là một ông chồng nuôi bà thôi, nhưng người chồng hay đứa con nuôi bà cũng không được phép ăn trong phòng, vì nếu cả gan mà ăn động vật làm cho bà thèm khát nữa thì người đó lại có tội làm cớ cho bà nhập nhà. Vậy hôm nay ai là người nuôi bà? Con nuôi suốt luôn phải không? Vậy ít nhất là hôm nay con nuôi là con tuyệt đối không được ăn bậy trong phòng. Con muốn ăn cái gì con ra ngoài đường con ăn, còn trong phòng chỉ nấu cháo cho bạn nha. Phải không hứa cha đuổi, không hứa là nhất định cha đuổi liền, cha không nhận bệnh. Bởi vì cha nhận bệnh ở đây là cha thương bà, chứ cha không có ghét bà. Cha ghét cái bệnh trong người của bà, chứ cha không ghét con người của bà. Con hiểu không? Vậy cha tìm đủ mọi cách để khống chế cái cơn bệnh trong người của bà. Vậy thì cái cách khống chế của cha làm cho bà khó chịu. Tại sao tôi đang ở phòng máy lạnh, tôi đang ở đầy đủ tiện nghi hết, mà giờ ông bắt tôi vô nhà trọ ở vậy, tôi bực mình tôi chịu nổi. Cái đó là cái cha thương bà cũng phải ghét. Ghét con cho ngọt cho bùi, cho bà ở phòng máy lạnh ăn đủ thứ, đó là ghét bà đó. Còn thương con cho roi cho giọt. Cái roi giọt ở chỗ là giờ đây bà phải ăn năn sám hối gì bà đã sai với cái lời cam kết quy Phật rồi. Thế nè. Vậy thì từ nay trở đi cho đến ngày bà được xuất ra khỏi phòng khám này, được xuất viện về bệnh mạnh khỏe, là bà không được phép ăn những cái thức ăn vào trong người của bà. Tự ý bà muốn ăn gì, mà để cho các thầy này người ta liệu pháp, người ta cho bà ăn cái gì là bà được ăn cái đó. Bà không được phép đòi ăn bất kỳ một thức ăn gì khác vô cơ thể bà, thì lúc đó người ta mới liệu pháp bà hết bệnh được nha. Kể cả người nuôi nhé con, người nuôi tuyệt đối phải theo các vị thầy này để người ta làm cho bà hết bệnh, chứ không ta ghét bà đâu nha. Đó là cho nhắc nhở bà như vậy ha. Rồi bây giờ khi vào phòng khám thì cái giấy bên ngoài là bà, thứ nhất là bà có cái nguồn gốc là của chùa Long Nguyên đã xác nhận cho bà đây ha. Thứ hai là bà có chứng minh nhân dân photo đây ha. Thứ ba là có bà có hồ sơ bệnh án, đây là hồ sơ bệnh án là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã kết luận bà là ung thư phổi, đơn giản hết sức là ung thư phổi ha. Mà ở giai đoạn cuối, coi như là giai đoạn này là nằm chờ chết chứ không chữa trị được nữa. Vậy thì hôm nay cha nhận cái bệnh của bà đồng nghĩa với là bà đã hết thuốc chữa rồi, bà phải chạy đến đây. Thì khi bà chạy đến đây rồi thì bà đã có bộ hồ sơ như vậy, thì coi như bà đã hoàn thành bộ hồ sơ bên ngoài. Bây giờ tiếp theo cái giấy này, cha cấp cho bà một cái thẻ bài để bà vô trong này mà bà khám bệnh và bà không bị gặp khó nha. Đây là cái thẻ mà tại đây sẽ cấp cho bà, có đóng mộc ký tên của Hội Chữ Thập Đỏ xã Vĩnh Kim. Vậy thì từ cái ngày bà vô đây hôm nay cho đến ngày bà ra khỏi nơi này thì bà có quyền đi ra vô đây khám bệnh, không ai làm khó bà.
không có một người nào có quyền cản trở bà, ngoại trừ cái bang này nó cản trở bà, chứ không ai có đủ thẩm quyền để cấm bà không được đi nha. Vậy thì coi như hồ sơ của bà đã đầy đủ. Bây giờ tới hồ sơ trong phòng khám. Hồ sơ trong phòng khám thì nó có hai hồ sơ. Một là giấy khám chữa bệnh, hai là giấy cam kết khám bệnh. Bây giờ cha đọc cho bà nghe cái giấy khám chữa bệnh trước. Bà nghe cho kỹ nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bây giờ con đọc cho mẹ con nghe. Con đọc cho mẹ con nghe. Con đọc lớn lên cho mẹ con nghe. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin khám chữa bệnh. Con đọc từ từ cho mẹ con nghe. Đọc tên mẹ luôn không? À không, không cần, tới đó mình ghi cho thôi. Đấy cái hôm nay tôi làm đơn này chính xin điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không cho tôi được khám chữa bệnh tại phòng khám đông y Nhật Y Đạo tại địa chỉ số 94 ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Lý do tôi đang mang bệnh là căn bệnh nguy hiểm nghèo, tôi không còn tiền chữa chữa, tôi nên làm đơn này đến hội chữ thập đỏ yêu thương cho không tôi được khám chữa bệnh miễn phí trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của phòng khám đông y Dược Y Đạo tại phòng khám yêu thương cho không, tôi chân thành biết ơn. Rồi bây giờ cha giải thích lại cho bà. Đây là cái lá thư, đây là cái đơn xin khám chữa bệnh mà bất kỳ ai vô đây khám phải viết cái đơn này. Cái đơn này có hai cái lợi. Cái lợi cho bà là khi bà khám bệnh là bà làm đơn xin vì tôi không còn tiền trả chữa với căn bệnh hiểm nghèo này. Do vậy bà ký tên vô trong này thì khi bà khám hết bệnh rồi không ai có quyền đòi tiền bà hết. Vậy cái đó cái lợi không? Cái lợi này phải ký à? Đúng nè. Cái lợi về phòng khám là phòng khám này không có rủ bà về đây khám. Tự bà đến đây bà xin khám chứ không phải là ông cha Tường rủ bà về đây khám. Bằng chứng là sư thầy đã gửi bà về đây để mong bà được khám chữa bệnh ở đây. Do vậy cái giấy này ký xong rồi có lợi cho hai bên. Một bên là khám hết bệnh không ai có quyền đòi tiền. Bên đây chữa trị cho bà mà bà về chứ không phải bên đây rủ bà về nha. Vậy bà có đồng ý không? Dạ, dạ. Rồi, vậy bà ký tên vô đây. Nếu bà đồng ý bà ký tên vô đây. Con chỉ cho bà ký. Ký, ký tên, ghi rõ họ tên. Ghi rõ họ tên. Rồi, như vậy là từ nay trở đi bà khám bệnh không ai có quyền đòi tiền bà hết. Ha, phải làm hồ sơ này ngay từ đầu đó, hiểu không? Chứ cái hồ sơ này không làm rõ ràng rồi nó lấn cấn trong thời gian khám bệnh mà hết bệnh á, nó lấn cấn dữ lắm, phải không nè? À, đây là cái hồ sơ đầu tiên mà bà đã ký tên vô rồi thì từ nay trở đi bà khám bệnh bà không phải trả tiền, nha. Rồi một chuyện. Đến khi nào bà hết bệnh bà về, người ta không có quyền đòi tiền mà. Bây giờ cái hồ sơ thứ hai, con đọc cái hồ sơ thứ hai cho mẹ con nghe luôn. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy cam kết khám bệnh. Nghe này con. Hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Bếp Nguyễn Văn Tường, thầy Lương Y Giêsu, Nguyễn Tấn Thanh là y sĩ Margarita, Phạm Thị Thanh Tâm. Tôi hứa tôi sẽ tuân thủ theo phác đồ điều trị của phòng khám. Nếu ngày nào tôi còn điều trị bệnh, còn nếu tôi làm sai phác đồ điều trị của phòng khám hoặc xảy ra chết đi con người của tôi thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và gia đình của chúng tôi cũng như người thân của tôi không được thực hiện thư kiện và truy cứu. Đây là lời hứa của tôi trước mặt cha Tường, thầy Lương Y, Thanh, y sĩ Tâm. Đây là những người, đây là những lời của tôi viết trước khi tôi ký giấy cam kết. Đó. Rồi, vậy cha giải thích tiếp cái này, cái giấy cam kết. Hồi đó bà vô bệnh viện, bà khám bệnh á, trước khi lên vô hóa chất có làm giấy cam kết? Dạ có. Chết được thường nhiên mạng? Dạ không.
phải ký tên vô chết không thừa bồi thường. Thì ở đây cũng vậy con nha. Do bởi cái bệnh của bà bây giờ là ở giai đoạn 3, không biết bà chết lúc nào. Biết đâu là ngủ đêm tới sáng mà bà bị tai biến mà chết queo rồi ai thường đấy. Không nè. Vì thế nếu bà muốn khám bệnh ở đây thì bà phải ký vô cái giấy cam kết này, để có xảy ra điều gì bất trắc chết đi con người của bà không được thưa kiện thì tụi này mới mạnh mẽ giúp cho bà. Dĩ nhiên tụi này đã nhận bà khám bệnh thì tụi này không làm cho bà chết. Hả, vậy không? Tụi này mong mỏi bà sống tụi này mới làm. Hiểu mà. Hiểu bà phải hiểu mới được nghe. Tụi này không bao giờ mong mỏi bà chết, dù chết kiểu nào tụi này cũng không mong mỏi. Nhưng mà lỡ xảy ra bất đắc dĩ gì đó bà chết cái là bắt đầu viết thơ thưa tụi này. Hiểu không? Nhiều khi cái bệnh khác của mẹ bị chứ không phải là cái bệnh này. Ha. Bây giờ người ta hay đột tử nửa đêm á. Đó. Cha nói vậy mày hiểu không? Chứ không phải là cái bệnh này mẹ chết. Ha. Dạ. Đó, không phải bà gì chết cái bệnh này. Dạ. Nhưng mà bà phải hiểu cho tụi này để tụi này mới dám khám cho bà được. Con hiểu phải không? Hiểu. Ông hiểu không ông? Dạ, hiểu. Con hiểu không? Rồi vậy được ha. Dạ, dạ. Vậy hiểu là bà ký tên vô đây nha. Dạ. Quyết định vậy nha. Dạ, dạ, rồi, dạ. Bà ký tên vô đây. Ký như này. Trước khi người thân của gia đình ký làm chứng á, thì cha nhắc nha. Dạ. Thì cha nhắc tới người thân nè. Hiện giờ cha có gần 20 ca nan y. Dạ. Ung thư phổi là ca này là ca thứ mấy? Ca thứ hai. Ca thứ ba. Bác Trí là một ca, rồi bác Hùng là hai ca. Ca này là ca thứ ba. Hiện nay là ở đây cha nhận ca ung thư phổi này là ca thứ ba. Thì hai ca ung thư phổi vừa qua là đã vượt qua hết cái chết. Bây giờ đến một cái chỉ số an toàn không chết nữa và đang trên đường bình phục trở về. Ha, mà trước khi vô thì cũng giống như bà vậy, coi như bác sĩ chạy, ngủ thở không được, ăn không được, hỏi ứ nước, hỏi đúng kiểu hỏi. Nhưng mà cha đã trị hai cái cơn phổi đó là đã vượt qua cái chết rồi, thì bây giờ đang trong tình trạng đến cái giai đoạn mà phục hồi bao để lâu trở về. Cha? Bao lâu rồi? Hai ca đó bao lâu rồi? Từ cái ngày vô tới hôm nay á. Bao lâu? Ca cũng ít chứ 15 ngày. 15 ngày. Lẹ quá hả cha? Ở đây là nếu mà không lẹ ở ngoài Hà Nội tao không vô con. Hà Nội vô Lưỡng Sơn. Vậy cha nói tiếp nè. Dạ. Vậy cái người mà ký vô trong này là ký làm chứng đó. Thì nếu như mà bệnh nhân mà ăn sai cái phác đồ của thầy Thanh, thầy Tâm. Dạ. Mà ăn sai là đuổi ngay. Yeah. Không chưa. Yeah. Cha nói trước, mít lòng trước đặng làm sao. Yeah, đúng rồi. Vì ăn trật là cha không có điều khiển liệu pháp được. Yeah. Từ nay đến ngày bà ra khỏi phòng khám này, bà không được phép ăn cái gì đặc biệt bà muốn. Yeah. Còn nếu bà lén ăn là biết được là đuổi ngay. Yeah. Ở đây có đuổi một ca ung thư gan. Khi bà trị bệnh đến nay là bà đã khỏe nhiều rồi. Yeah. Nhưng mà bà vô tình là bà ăn thịt gà, thịt vịt, tự nhiên nó trúng trở lại đuổi. Đó là bà đã sai cái phạm quy trong phòng khám này. Mà ở đây đã nói trước nha, để rồi mai mốt không được buồn. Hễ bà ăn trật là bà bị đuổi ngay, không, không thương xót bà chỗ này. Vì đã nói trước nha. Vì đến đây là tụi này muốn cho bà hết. Mà bà đã làm như thế là tụi này làm được. Ví dụ, cho ví dụ nè. Hồi nãy trên đường đi kiếm cha, dễ kiếm hay khó? Nếu cha không chỉ đường thì đi tới không? Không. Phải không nè? Vậy thì cái bệnh này từ khi mắc cái cơn bệnh này đến sạch bệnh dễ hay khó? Khó. Vậy nếu không nghe lời các vị này thì dễ hết bệnh không? Không. Vậy buộc phải nghe lời các vị này thì bệnh mới hết. Dạ. Nếu hồi nãy những vị này mà không nghe cha chỉ đường thì đi tới không? Lâu lắm mới tới. Phải nghe lời cha chỉ đường đi mới tới. Dạ. Vậy thì bệnh nhân này phải nghe lời các vị này thì bệnh nhân này mới hết bệnh được. Cha lấy ví dụ thì hiểu liền không? Vậy từ nay bà không được thèm khát bất kỳ thứ gì. Dạ, không biết thầy cha, với cha là đâu. Hả? Anh nghe nói thầy ăn cháo hả? Cháo trắng còn. Cháo trắng không ạ? Cháo trắng để trị bệnh không? Uống thuốc muối hay cà? Cha làm gì mới hết bệnh thôi. Uống thuốc đồng cha bào chế hả? Cha mà, giống như cái phát độ của cha. Cái cơ địa mình thấy hỏi cha chút xíu. Mình đang em
thường ở ngoài cơ địa mình nó hấp thu ra đó, nó nuôi đủ năng lượng trong cơ thể. Bây giờ đang chắc chắn sợ vượt qua nổi không? Đó. Và mang cái điều đó. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả các bệnh nhân không dám chữa trị. Và chỗ đó sẽ trả lời cho con là bao nhiêu ca đang ở ngoài kia đó. Vậy là những người đó họ ăn không nổi, họ chết queo. Nó chết queo hả? Cho nên con không hiểu thì đương nhiên con phải thắc mắc. Nó đơn giản mà phải hiểu, nhưng mà ý nói là trước mắt bây giờ là có nhiều ca đã hết thầy. Đúng vậy con. Theo cái liệu pháp của thầy đã hết, đúng không? Đúng. Mà thấy mẹ cũng khỏe. Mẹ trong sự mà nói chung là cố gắng thể là chắc được ha. Còn nhiều người có thể là yếu hơn mẹ. Yếu hơn vẫn phải ăn thôi. Yếu hơn nhiều. Yếu hơn nhiều vẫn phải ăn, tại vì là cha nói con nghe nè. Cái cháo trắng đó là nó có hai cái công năng. Cái đầu tiên là anh ăn cháo trắng vào để nuôi cơ thể anh. Nhưng ngược lại anh ăn cháo trắng vào để thanh tẩy cơ thể anh. Vậy thì cơ thể anh mà khi anh đói anh cứ ăn là xong. Vậy thì người ta uống nước lạnh người ta còn sống được mà con. Con công nhận chỗ này không? Trong khi đó người ta ăn cháo trắng người ta không chết bao giờ cả. Nhưng khi ăn cháo trắng vào là để khống chế con vi trùng virus. Con khi nào con rảnh rỗi con lên mạng con mở, cha đã giải thích chuyện này rõ dữ lắm. Mà ở đây thì cha không đủ thời gian để cha giải thích. Thôi thì bây giờ là phúc cho con không hiểu mà tin. Thế nè, con không hiểu mà con tin vẫn hơn là hiểu. Thế nè, bây giờ bằng chứng là những người đang khám bệnh ngoài kia ha, đã ăn cháo trắng nha. Bà ơi, cái bệnh của bà là bà muốn hết thì bà chỉ theo tụi này thôi. Chứ còn bây giờ nếu bà đi theo bệnh viện là nó đã chạy bà nha. Thì bây giờ đây là cái tự nguyện không? Tất cả mọi người cùng tự nguyện hết nha. Chứ không ai là ép buộc ai cả. Giống như nãy cha nói bà xin khám bệnh chứ không ai buộc bà phải khám. Rồi thứ hai bà khám bà phải cam kết. Chứ không ai buộc bà phải cam kết. Nhưng phải cam kết để làm việc mới vậy. Vậy cha nói tiếp, tất cả những người nuôi bà không được phép cho bà ăn bất kỳ thứ gì khi các vị này cho phép ăn thì mới được ăn. Nhưng các vị này cho phép ăn là để chữa bệnh chứ không phải là để cho bà chết. Thế nè, rồi vậy thì mọi người nuôi đồng ý phải không? Rồi đồng ý thì mời ông ký tên vô đây làm chứng. Ông ký vô đây. Rồi. Hay quá. Hay dữ lắm. Cái gì mới rõ ràng. Con ký tên vô đây đi làm chứng cho mẹ con. Rồi, cái sĩ Tâm ký vô đây. Cha ăn cháo trắng đến suốt khi mà hết bệnh ra về luôn hả? Không con, ăn cháo trắng theo từng đợt. Có khi một tháng này ăn, tháng sau phải đổi thức ăn. Con yên tâm. Mới vô là cháo trắng đó thầy, có khi mới vô ăn khác. Tùy cái tình hình bệnh mà. Hình bệnh với cửa hàng có... Đúng, các vị này người ta khám, người ta sẽ... Ta sẽ có cái cách để liệu pháp con. Cái vấn đề ở đây lo nhất là sợ mẹ cháo trắng mà quá chức. Để nghe không vừa qua nổi á. À, quản nhiệm. Thì đói ăn. Con ăn cũng nổi nữa mẹ, con ăn cũng được nữa mẹ. Đói ăn, đói muốn ăn. Sao đâu? Dù mẹ nấu nồi cháo mà đói ăn con nghĩ ăn hoài cũng sao. Đúng rồi, thanh lọc cơ thể. Những người tốt lắm á. Lâu lâu ăn chay nữa, thanh lọc cơ thể. Ăn cháo ồ lứt anh, quá ăn gạo lứt không? 6 tháng. Cho mẹ cha ăn gạo lứt được đó. Bác qua gạo lứt. Cha con cũng bệnh nhiều lắm á. Cha. Ngầu lứt, ngầu lứt, cha con tiểu đường rồi cha con đường hô hấp, cha con đủ thứ bệnh đó, cha trị luôn đi cha. Để trị cho bà hết đi rồi ông vui mới trị. Cho ông tin. Yeah. Ở đây cha cũng ký. Cha và ban diện chẩn và tất cả mọi người cùng nhau trơ lên chiếc xuồng để trị bệnh cho bà.
cùng nhau ký tên vô và tất cả mọi người chịu trách nhiệm về cái bệnh của bà. Do vậy mà bà phải thương tụi này để mà kiên ăn để hết bệnh. Còn bà không thương tụi này thì chết luôn rồi nghe. Tụi này đâu có bà con quen biết gì với bà, nhưng mà vẫn cố gắng thương bà. Cho yên tâm. Ờ, bà phải ráng nha bà. Rồi, bây giờ cái hồ sơ này là có tất cả mọi người cùng ký. Ha, trong đó có cha cùng ký nữa. Vậy nếu bà sai phát đồ là cha đuổi bà thiệt rồi đó. Ha, bà thấy cha ký rồi ha. Mà nếu thấy chưa con, nếu sai phát đồ là cha đuổi nha. Cha không có gì, cha không có nương tay à nha. Để cha trị cho bà hết bệnh nha. Rồi, đây là hồ sơ của bà đã kết thúc. Coi như là bà đã có một bộ hồ sơ khám ở đây. Và khi bà hết bệnh, bà trở về với một cuộc sống bình thường, không ai làm khó bà cả. Dạ. Nha. Dạ, cảm ơn cha. Không, giấy này để nay giữ. Giữ, cha giữ. Được chứng minh cho... Photo ra. Mai đi. Ừ. Bà ơi, dạ. Như vậy thì bây giờ hồ sơ của bà đã xong. Dạ. Và tất cả bệnh án của bà đã được duyệt hết rồi. Thì bây giờ bắt đầu từ hôm nay trở đi bà phải theo cái phác đồ. Yeah. Ở nhà trọ ăn uống mỗi sáng đến đây chữa bệnh. Yeah. Mỗi sáng bà được đến đây. Yeah. Khi cần thiết thì các bác sĩ, các y sĩ lương y này ta tự có cách liệu pháp. Yeah. Thuốc uống như thế nào, ăn ngủ làm sao tự động người ta hướng dẫn mà. Giờ đây bà không nghe lời ai ngoài những vị này đó. Yeah. Yeah. Chồng cũng không nghe, mà con cũng không nghe, mà của cải cũng không nghe, mà chức quyền cũng bỏ hết. Để khi hết bệnh về đi, rồi hả lập nên sự nghiệp mới. Nha. Chứ bây giờ bà không còn nghe ai nữa. Tất cả những con người này họ quyết lòng họ cứu bà. Thì họ sẽ mong mỏi bà hết bệnh sớm thôi. Nha. Nhưng bà cũng phải nhớ, bà phải cầu nguyện cho chùa mà đã gửi bà đến đây. Cầu nguyện cho sư thầy của bà đã gửi bà đến đây. Bà cầu nguyện cho chồng, cho con, cho tất cả người thân yêu của bà mà đã thương bà gửi bà đến đây. Sau khi bà hết bệnh rồi, bà trở về quê hương rồi, thì cha sẽ gửi một cái thư hồi báo cho chùa của bà, cho sư thầy của bà, để nói với sư thầy rằng là bà Nguyễn Thị A pháp danh vậy, đã hết bệnh, xin cảm ơn vị thầy đã gửi bà đến đây chữa bệnh. Và ước mong rằng thầy sẽ mạnh khỏe hơn để mà thầy dìu dắt những Phật tử cho tốt lành hơn nữa. Rồi đề nghị sư thầy hướng dẫn bà những ngày tháng sắp tới để bà không còn vướng lại căn bệnh hiểm nghèo là ung thư phổi nữa. Đó là những lời tâm huyết ở đây sẽ gửi đến với bà, với ông, với gia đình nhé. Các người còn ý kiến gì nữa không? Vậy ha. Như nhân cha và con và thánh thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các nạn linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, xem thay mặt Đức Chúa Trời sẽ lấy vì vậy vô cùng. Rồi xin chúc mừng thầy Thanh, thầy Tâm, và xin Chúa chúc phúc lành cho các vị này, cũng như là xin Chúa chữa lành cho bà. Và xin Chúa ban bình an cho tất cả người thân của bà ở đây. Nha. Rồi, vậy cha gặp bà tới đây thôi. Cha sẽ gặp bà 3 lần nữa. Là bà sẽ ra khỏi nơi này, là bà mạnh khỏe trở về. Chừng nào mà thầy, các vị thầy này cho cha gặp bà một lần là bà đã khỏe đó. Nha. Bà nhớ bà chỉ gặp được cha có 3 lần nữa thôi. Là lần thứ 3 là bà sẽ nhận được cái thư hồi báo về gửi về cho chùa bà là xong. Là coi như bà không còn, bà sạch bệnh. Nha. Rồi, chúc mừng bà nha. Chúc mừng ông nha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nha. Chào con nha. Rồi, về bình an.